Chào bà con nghe, hôm nay biểu con giới thiệu bà con bộ K7 có đề nè, đẹp cực kỳ bà con ơi. Đầu máy đẹp cực kỳ luôn. Mới trong thùng luôn nè. K7 07 có đề. À, quá trời đẹp bà con, về chúng khó rửa lên xíu nữa. Bát còn đẹp nữa nè. Bô còn trắng như ở trong là ít xài bà con, có con nào bô trắng ít xài nè. Quá trời lóc máy đẹp bà con ơi. Quá trời đẹp luôn nè. Đề bóng hới luôn nè. Ốc ác còn 7 màu rất ít xài rồi con. Ơ 7 K7 quá đẹp nha. Chiều rảnh chất đề cho bà con coi đề, bấm nút đề này chạy thôi bà con. Rất đẹp bà con ơi. Ơ 7 K7 đẹp như trong thùng. Quá trời đẹp. Ốc ác còn 7 màu luôn con, ít xài nè. Đẹp quá nè. Quá đẹp bà con ơi. Ơ 7 K7. Đẹp cực kỳ. Đây, sừng sới nó đây. Sừng sới nó cũng đẹp lắm bà con. Nguyên vỏ nó đẹp cực kỳ luôn. Có đề luôn nha. Nguyên vỏ đẹp cực kỳ. Bà con về sới trục chạc là ok luôn. Đây, sừng sới nó đây. Lưỡi bọng còn nguyên. Ô, đẹp. Sơn còn đẹp nữa bà con. Ổ khóa nó đây nè bà con về gắn chìa khóa bấm đề chạy luôn. Xe xe con số 6 số luôn, nhẹ nhàng luôn. Đẹp cực kỳ. Về bọng nó còn nguyên luôn. Ơ 7 K7 có bộ học để bình luôn rồi con. Để bình lên bấm đề chạy thôi, bình mà nhỏ được rồi. Đẹp cực kỳ luôn. Chiều rảnh tích đề cho bà con coi. Ơ 7 K7. Rất đẹp bà con ơi. Mới vô trong thùng. Chưa xài nhiều rồi con nhìn. Ốc bát này. Vô vọng ở trong còn trắng ít xài nè. Quá còn trắng luôn. Alo. Đúng rồi anh. Dạ. À nguyên bộ chung á anh. Có anh. Rồi rồi. Máy đẹp cực kỳ rồi con, dàn sới cũng đẹp luôn. Có khóa đề trên đây luôn bà con. Nhìn nó đẹp hơn nè. Cực kỳ đẹp luôn. Quá đã luôn. Quá ăn sinh giờ bà con. Ốc bát. Ơ 7 K7 đẹp cực kỳ. Đề bọng khá đẹp luôn. Sơn còn ghi nó luôn. Đằng sới còn đẹp nè. Sới ít xài cũng hới nè. Ốc bát còn 7 màu là biết ít xài luôn nè. Đây, ốc ác nó còn gì nè, ít xài. Con nào ốc ác nó gì là ít xài nè. Đẹp, 7 màu luôn mà con. Ốc đẹp ghê không? Ốc ác còn đẹp. Đây. Con này bà con sẽ xài biết chừng nào. Giờ gắn tích đề cho bà con coi nha. Ốc đề nhẹ nó chạy à. Đỡ lắm. Ơ 7 K7 con dành sới chục trang sới là ok luôn, rất là ok luôn. Alo, có anh nhân đây hả? Thùng lớn hả? Đâu rồi? À khoan, để chờ em chút, em mới nhập hàng để em coi coi, chờ em điện lại cho. Thùng đó hai thùng bờ, thùng lớn đó nha. Quá đã. Bán xanh giờ nghĩa là ngon mà con. Ơ 7 K7 đẹp cực kỳ, có đề nha, bấm đề là chạy thôi. Giờ rảnh tích thử chạy cho bà con coi nha. Bộ rất là đẹp. Bà con là có nhu cầu alo nha, 0886356707. Rất đẹp luôn con ơi.
má nhìn thấy ghiền con hới. Bánh nhông này chưa xài nhiều, bánh nhông chưa xét nè, sao có dễ hiện xét luôn nè. Okay. Alo, xúc chân anh. Dạ. Dạ, anh muốn máy gì? Có anh.